Trong phong thủy, dê là một con vật rất gần gũi với con người. Khi trưng một tác phẩm tượng dê phong thủy trong nhà sẽ mong cầu sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong công việc. Đối với bác nào làm trong lĩnh vực kinh doanh thì khi trưng một tác phẩm tượng dê tài lộc trong nhà thì sẽ đem lại nguồn tài lực tài chính rất là dồi dào, kèm theo là sự may mắn trong kinh doanh và giúp vượt qua những trở ngại để đem lại những thành công may mắn như mong đợi. Và hôm nay thì em giới thiệu tới anh chị mình đây là 3 mẫu tượng dê phong thủy được bên em chế tác trên 2 dòng gỗ khác nhau. Và như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây thì em có chất liệu đó là gỗ lu hương. Đây là một tác phẩm dê tài lộc chất liệu là gỗ lu hương này. Và đây ạ, một tác phẩm dê trên chất liệu là gỗ ngọc am anh chị mình nhé. 2 tác phẩm dê trên chất liệu là gỗ ngọc am. Sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị mình đi gần tới từng tác phẩm để em có thể là giới thiệu chi tiết về 3 tác phẩm tượng dê trong video ngày hôm nay ạ. Đầu tiên đây thì là một tác phẩm tượng dê trên chất liệu đó là dòng gỗ lu hương. Tác phẩm này của em có chiều cao là 37, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30. Một tác phẩm tượng dê trên chất liệu là dòng gỗ lu hương cực kỳ là quý hiếm và là một tác phẩm rất là có giá trị nhé các bác nhé. Tác phẩm này của em được hoàn thiện là hàng liền khối ạ. Và như anh chị mình nhìn thấy những cái đường nét đục tỉa của bên em thì rất là sắc nét và cực kỳ là tinh tế ạ. Chú dê được đục tỉa từ diện mặt rất là thần thái này, đến những cái phần như là lông cổ này, đấy, lông chân, lông tay được bên em làm rất là mềm mại và rất là trau chuốt nha các bác nhé. Đặc biệt là phía dưới thì em chế tác là một bao tiền với những cái phần mắt hoa lu ạ. Bao tiền này thì em làm sạch và để phô ra những cái mắt hoa lu cực kỳ là giá trị cho tác phẩm ạ. Khi các bác biết rồi, những cái tác phẩm tượng dê thì ngoài những cái việc mang lại may mắn về tiền tài, tài lộc thì tượng dê trong phong thủy sẽ mang lại những cái mối quan hệ gia đình và rất là tốt đẹp này. Cầu cho con cái luôn luôn được vui vẻ này, nhanh nhẹn và năng động nha các bác nhé. Sau đây thì em sẽ giới thiệu tới chị mình mã số 02. Mã số 02 đây là một tác phẩm tượng dê trên chất liệu là dòng gỗ ngọc am. Tác phẩm này của em thì có chiều cao là 47, chiều ngang là 28 và chiều sâu là 27. Được chế tác trên một phôi gỗ ngọc am và hàng cũng là hàng liền khối luôn ạ. Đây ạ, một chú dê với một cái dáng đứng rất là đẹp này. Đấy, dáng đứng cực kỳ là thoát dáng và em chế tác đây là một cầu gậy như ý nhá. Chú dê đứng trên một cầu gậy như ý sẽ đem lại những cái điều may mắn cũng như là vạn sự như ý cho gia chủ nhà mình. Và đặc biệt là phía dưới chân đây còn thêm là những cái đồng tiền vàng tài lộc này. Được chặt tỉa rất là kênh bong ạ và tỉ mỉ luôn. Và phía dưới cùng thì em chế tác là một bao tiền rất là lớn mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ ạ. Đặc biệt là bác nào làm trong lĩnh vực kinh doanh thì rất là ưa chuộng những cái tác phẩm tượng dê này. Đấy. Ngoài ra thì em còn chế tác thêm cả một chú rơi trong phong thủy đấy ạ. Chú rơi ngậm những cái sâu tiền vàng tài lộc này. Đấy, những cái đường đục tỉa của bên em rất là sắc nét và cực kỳ là tinh tế anh chị mình nhá. Đặc biệt là chất liệu là gỗ ngọc am ạ, có những cái đường vân gỗ cực kỳ là độc đáo anh chị mình ơi. Đây là một tác phẩm dê mã số 02 nhá. Em quay cả mặt sau cho các bác ngắm này. Đấy, phôi gỗ này của em là một phôi gỗ ngọc am rất là già gỗ rồi. Và hàng này thì em đã BU bảo vệ gỗ cho anh chị mình rồi. Đây các bác nhìn, mình có thể nhìn thấy những cái đường vân này. Đường vân chất gỗ ạ, cực kỳ là nhiều tinh dầu, một phôi gỗ rất là nhiều tinh dầu nha các bác nhá. Hàng rất là thơm luôn ạ, em mới hoàn thiện xong. Anh chị nào yêu thích mã số 02 này thì hãy liên hệ trực tiếp với cả bên em nhé. Tiếp theo ạ, em sẽ giới thiệu tới anh chị mình đây là một mã số 03. Mã số 03 trong buổi video ngày hôm nay thì cũng là một tác phẩm dê được chế tác trên chất liệu là gỗ ngọc am. Tác phẩm này của em thì có chiều cao là 52, chiều ngang cũng là 52 và chiều sâu của tác phẩm là 38. Đây là một cái phôi gỗ gốc hàng ngọc am và cái phần đế này thì em để nguyên đó là những cái phần da gỗ tự nhiên để anh chị em mình có thể là cảm nhận được những cái nét mộc mạc của chất liệu là gỗ ngọc am. Để da gỗ này thì em chỉ làm sạch thôi và có PU một lớp bóng mờ cao cấp cho anh chị em mình rồi. Đấy, phía trên này thì là một chú dê tài lộc nhá. Đấy, với một cái dáng đứng rất là đẹp này và những cái đường nét đục tỉa, đặc biệt là khuôn diện của chú dê thì được bên em làm rất là thần thái. Và những cái phần như là cái bộ sừng của chú dê ạ, làm cong nhưng mà là hàng liền hết nhá các bác nhá. Làm kênh bông tách lớp này và làm rất là cong nhưng mà cũng là hàng liền hết anh chị mình ạ. Trên miệng thì ngậm một sâu tiền này, những cái đồng tiền này thì được bên em chặt tỉa rất là kênh bông tỉ mỉ cho anh chị mình luôn. Đấy, các bác biết là chú dê thì có tính chất rất là kiên trì, kiên nhẫn này và ý chí rất là mạnh mẽ. Và đây cũng là những cái đức tính rất là tốt của con người. Và bản chất như vậy nên là chú dê trong phong thủy thì sẽ đem lại những cái sự kiên nhẫn và luôn luôn là mang lại cái sự chu đáo trong công việc.
Đấy, một chú dê phong thủy thì được các bác nhà mình có thể là trưng chơi ở trên đôn, trên kệ bàn này. Và đặc biệt là nhân dịp Tết 2023 sắp tới rồi thì anh chị mình có thể là sở hữu tác phẩm này về để dành tặng người thân bạn bè và đặc biệt là những người đồng nghiệp, những người sếp của các anh chị mình. Thì đây là những cái món quà rất là ý nghĩa và cực kỳ là tuyệt vời anh chị nhé. Và anh chị mình yêu thích tác phẩm nào trong video ngày hôm nay thì anh chị mình hãy nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhà mình trong những cái video tiếp theo ạ.